Ui. Ui. Tao gặp hết rồi. Dọc đây đến nhà là từng bữa. Mấy cần các bạn? Ôi. Đi ăn trộm lấy cả túi này á. Ngon mặn. Cho một nửa thôi. Tuyệt vời hơn những gì em nghĩ. Ông. Lúc ăn cái gì tuyệt vời. Mọi người đang nói em rồi. Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với Giá Cá Pháo. Một video nữa tiếp theo trên kênh các bạn. Hôm nay thì mình cùng đội tuyển nhí của mấy anh em mình, Giá Cá Pháo. Bọn mình vừa đi câu cá ở suối về các bạn, ở khe về. Vừa rồi thì bắt được vài con ở đây này, chỗ này đủ hết rồi này. Mấy anh em đi câu cá từ sáng rồi, lúc đấy thì chưa có máy quay. Bây giờ thì mới có và ghi hình lại cho các bạn. Hôm nay thì có mình, Linh và Nhài, mấy anh em rủ nhau đi bắt cá thôi. Và mình ở đây thì mình được 2 con. Em mới đốt cho cá sáng này. Đấy, mình được 2 con các bạn. Rồi đi trên đồi thì lúc đầu mình không ghi hình lại các bạn. Mình có một chút vài hình ảnh quay bằng cái điện thoại thôi. Bây giờ thì mới có. Và mình bây giờ sẽ đi về các bạn nhé. Đây, từ từ đãi cho anh xem chiến lợi phẩm nào. Đây các bạn. Đây, cái Linh với anh Nhài đây. Hôm nay anh em mình đây. Đây là những con cá. Cá treo đùi ấy. Cá... Em Phương Phương phải 5 dấu con cá đây. Cua, cá cua ấy, cá treo đùi các bạn. Có một con cua ấy. Câu được cả cua nữa luôn. Đấy này. Cái chậu nó hơi bẩn nhỉ. Đây. Con cá này nó giống như con cá lóc các bạn. Nhưng mà nó chỉ to, con này to nhất này. Bây giờ mình cũng phải to lắm. Đó. Con này thì con này to nhất. Và mình sẽ chế biến bắt khó lắm cái món cá cái này các bạn nhé. Con cá này thì sẽ nướng mọi các bạn. Hả? Vừa nãy nghe tiếng chim nó lại kêu nhiều lắm. Không, nó vừa phập 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 cái cánh nó. Phập phập cái gì, cái cơi cọ nó va vào nhau. Vừa rồi biết thế, sáng nay cầm cái máy quay đi theo quay lúc mình câu cá các bạn. Ở trên vũng nhiều lắm. À, ở đó. Sau là anh em mình xuống hồ bên nào, xuống bắt. Đây, ở đằng này có này, kiểu gì cũng có, câu vài con cho các bạn xem. Con cá này nó háo ăn lắm các bạn. Mấy con cá treo đồi nó háo ăn cực kỳ luôn. Còn mình chú ý là đi bắt cá về xong chế biến cái món ăn. Sợ không được ấy nên là cũng đi thử cái, nhưng hóa ra là nhiều. Đây coi vũng này này em, cái vũng này mình chưa câu này, kiểu gì cũng có. Ê run rồi à? Run đâu hết rồi. Ồ, hết rồi à? Để anh đào cho kiểu gì chỗ này anh có. Để quay một chiếu hình ảnh giá chân tí. Cho mọi người xem câu cá, mình câu cá như nào này. Nhề. Từ từ đứng động vào đại. Ô này, chỗ Linh thì có cái hoa sim các bạn. Mùa này đang là mùa sim. À, cây này là cây mua. Ăn vào bún đen xì ấy. À, biết ăn cái này, biết cái nào? Em có. Mà ngon nhỉ. Nhưng mà chưa chín. Nó chưa chín. Nó chín đâu phải. Ăn ngon lắm, ăn nghiện luôn đấy. Ăn đến hết mồm nhà chưa ăn bao giờ? Ồ, chưa được, không đi leo đồi bao giờ? Có, miễn phí mà rất là ngon, rẻ mà chất lượng và không mất tiền. Ở đây có cái vũng này đã. Kiểu gì chỗ này có. Mấy con cá này thì nó mình cứ nói chuyện ở ẩm trên nó vẫn cắn bình thường đâu mà các bạn. Nó ở trong những cái vũng nước khe suối như này này. Vừa rồi trên kia bọn mình lên trên kia thì mới nhiều cơ. Con cá này chủ yếu là cái cá bé bé này này, nhưng mà không bắt được nhiều đôi nhỉ. Hả? Cá bé bé này này. Cá khuy á? Ờ. Không bắt được nhỉ, cần bắt được mấy con to to này. Cá này thì phải có bắt cực. Đắp cơ. Nhiều dã man luôn. Nhiều dã man. Nó cắn câu nhiều ấy, con cá bé này cắn câu liên tục luôn. Mình bắt được con này này các bạn. Ấy. Cho vào bên kia đi. Cái này thả xuống nó chưa nát lắm. Ui. Nó yếu rồi, cho vào đây. Thả một con xem nó trườn cho các bạn nhé.
mày. Ui, con gì chào cái nhỉ? Lấy con siêu to khổng lồ đi. Nhảy bát nhá, xem nó trườn này. Nó đang mệt rồi. Đi em ơi, thể con này nó trườn kinh khủng khiếp ấy. Ấy, 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 ấy. Ấy, ấy, ấy. Ui, nó xuống nước nó không bắt được đâu. Đỡ. Nên là người ta mới gọi là cá trèo đồi các bạn. Đấy, đấy, đấy. Ôi. Cá thôi mà cũng sợ. Cho nó đi tắm này. Ui, nó đi đây. Không bắt được đâu. Không bắt được đâu. Cho nó đi tắm. Bắt sắp chết rồi, được con này. Không, không bắt được đâu. Vãi, con này hơi to đấy. Đừng có nha. Cho nó đi tắm, nó tắm xong rồi. Công bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển. Bao nhiêu công sức định đổ xuống sông xuống biển. Sao đấy đi là... nhỉ? Đi đào run đi về câu kiểu gì chỗ này anh có. Bắt được vài con nữa về. Nó cắn này, nhìn mồm nó khiếp không các bạn. Nhìn cái mồm này. Mới được run đâu. Mắt rồi. Nhưng mà câu hết rồi. Đào ít người đào. Con này nó ác lắm ạ. Nó ác cực kỳ luôn đấy. Và nó háo ăn. Ngại đâu ấy. Đây các bạn, mình cho các bạn xem nhá. Một cái lỗ bé tí này thôi. Cho vào đây. Từ từ, mình lấy tay làm cơ. Con cái này nó háo ăn lắm. Ui, thấy một con cá đen. To đen cực. Nhiều cá to nó trên này này. Nhà đi em ơi. Sợ máy quay à? Lại em câu thử cũng có mà. Ê, có mấy con có mấy con tép rồi các bạn. Các nhìn thấy không? Ui, nó lên được à? Ôi, này. Ở đâu rồi? Đâu? Đi rồi. Lại xuống rồi. Mắt mấy đấy cũng còn được quá. To lắm mà mấy con đấy to đấy. Ôi, một con cua bé này. Bóng quá các bạn. Ra đi. Nè, nè, ăn đi. Hâu. Đấy. Mày ở trên này không có cá trèo đồi các bạn, nhưng mà được con cá này. Cá to mà đây có mấy con to này. Đỉnh cao chưa? Chết đấy. Mày. Thay lại có được một con nào? Ê, có người bảo con lên được đâu. Đừng cho nó không lên. Con bé quá. Mỗi con này to nhất. Dại. Thì. Chứ lại mỗi con này to nhất rồi. Đừng con bé quá, không hai người không ấy được. Câu cá này là kỹ thuật. Ui, có con u. Mày yếu. Rồi rồi. Tiếc thật đấy. Trời, con tóm vào. Nó, con cá nó buồn cười em, nó ở mấy cái bụng này thôi. Ui. To hết. Dọc đây đến nhà là đủ bữa. Mấy cân đi các bạn. Mày ham ăn à? Ô, có cân run tao đâu nhỉ? Ui. Mày cho vào bên trong đi. Cho bên dưới đi. Thế rồi, môi vũng nó chỉ có 1-2 con thôi các bạn. Ui, anh đâu vừa thấy một con bên dưới to cực. To dã man luôn các bạn. Nhìn thấy nó luôn. Mà tại vì bóng quá với lại không nhìn thấy bên dưới. Một con to cực kìa. Đâu nhỉ? Ôi.
thấy người nó trốn rồi. Còn bé tí ạ, đỗ được còn bé tí ạ. Đây, bé tí này nó cũng cắn đây. Bọn này nó háo lắm, thả cho mày. Thả cho nó còn sinh sôi này nữa. Bơ vừa thả xong còn ăn tiếp tao. Kìa chưa? Ui con to kìa. Ui con này mới to này. Ui. Thế con này nó ham ăn rất là luôn đấy. To phết, to bằng mấy con vừa nãy mình bắt đấy này. Này. Ui. Há mồm ra bạn này. Há mồm à? Ui nó ăn hết mồi kìa. Phải lấy lại cái mồi thôi, cái mồi cuối cùng đấy. Tao phải lấy lại mồi chứ. Bồ. Con cá nó láo thật đấy, xoáy luôn của mình. Mình lấy lại cái mồi từ mồm nó ạ, có mỗi một miếng này nữa thôi. Câu từ đây về nhà bằng một cái miếng mồi này. Đây này. Còn cái miếng mồi rách ấy thôi nhưng mà hai đứa kia tìm đi tìm cái gì ăn hay sao ấy, đi tìm quả roi ăn hay sao ấy. Sao thế? Đi tiếp. Linh làm gì đấy Linh? Này Linh. Em xin phép rồi. Ôi kì. Quên rồi. Bữa đây có xoài này, có nhãn này, có một cây roi. Đâu trèo lên lấy roi đi. Không lấy được, toàn kiến đỏ thôi anh ơi. Toàn kiến à? Ui, toàn kiến đỏ này đâu ạ? Lấy Linh. Linh đâu? Nhà khoa à? Không, nhãn chứ nên ăn đâu. Mà em đã móc một cái rồi. Ăn ngon chưa? Em đã móc rồi. Lấy cái về đây móc cho. Nhưng mà kiến đỏ nhiều quá. Nó mới rơi xuống đấy. Ui, cái roi này các bạn. Sai chưa? Kiến nó đốt cho đại ạ. Đâu? Cho anh xin quả nào. Wow. Nhưng mà tay anh tanh lắm. Rửa tay chưa? Em rửa rồi. Toàn ấy thôi. Tay anh toàn run rồi. Thôi nó mỏng quá. Đấy, đã bảo chưa. Ui. Nên ăn rồi mà. Ui. Đi ăn trộm lấy cả túi này á. Đó. Nhưng mà nó bị rơi không nhận ra được. Tao xin đồng hoàng người ta trộm. Này anh Đại. Ôi rồi xuống hết rồi. Rơi xuống mình dập ấy. Không, trèo lên Đại ạ. Trèo lên rơi xuống nó dập. Nhiều kiến lửa lắm đó ạ. Trèo, không sao đâu. Anh Đại lấy cho em đi. Ủa, anh Đại chả cá lăng đi nào cả. Em lên đi. Em lên đâu rồi. Em ăn rồi. Cho một nửa. Anh nhặt ngon mà. Ừ. Cho một nửa thôi. Bây giờ anh nhưng mà nó bị dập đi. Đó. Ừ. Em lấy rồi. Rửa rồi. Dập luôn một bên đấy. Ui, cho em quả này đi. Anh đô lên lấy đi anh đô. Hả? Anh đô găng đi. Em vừa đô được lên lấy. Ngỏ nịnh á màn đấy. Dịu ấy. Ừ, ngon lắm các bạn. Đâu có nhiều kia lắm à? Các bạn ơi. Mời em này. Mà đốt rồi đấy. Anh xin. Từ ăn một miếng có động lực đấy. Linh nó lườm. Linh nó lườm. Quả chua ấy. Mày ngọt. Mày ngon mà. So thì anh lấy cho. Mà Quang mọi người đi. Đây à? Ừ. Đợi máy. Đây, bây giờ anh đô ga lăng. Anh nhìn cái quả bé nó còn tốt thôi. Không được đấy. Hả, đi xin người ta còn chưa, người ta chưa cho còn. Bác cường còn chưa cho, lấy hết. Ui, con sâu này. Chủ nhà mời ra nhở? Ờ, chủ nhà mới mời nhá. Chủ nhà bảo lấy à? Bảo lấy không? Bảo lấy hết đi. Ô, nhiều kiến lắm. Nhiều kiến hơn sao mà, anh là người con trai rất là đầm tính.
Bà cẩn thận nhá. Chụp kiến lắm. Ôi, quả to rơi. Phí quá. Cái chùm này mà lấy được thì tay ngắt không tới. Tay này nó sao trời. Trời quá các bạn ạ. Kìa, anh đồ đang lấy. Lấy anh Thải với. Đấy. Anh nhãn. Kêu gọi là cù cà lú về. Hả, nhục kiến đấy. Kìa dưới chân này đâu. Dưới chân nhiều kìa. Tổ kiến nó lao ra kìa. Đó là bị kiến đốt. Không được đâu. Bình tĩnh. Trên đầu ngay trên đầu. Ôi. Ấy thì dập hết đi này mà. Dập hết mà. Dập cũng sao đâu mà, ăn được mà. Cứ lấy thôi, tí về chọn. Này, hai đứa háo ăn này. Rồi. Mấy quả rơi nó mới ngọt. Mấy quả rơi là nó quả chín nó mới ngọt. Ui, chết rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi. Quả này tha đấy. Thế vừa rồi đó ạ. Mời anh mày. Xem. Cái này rồi, khối rồi này. Vứt đi. Kiến nó rồi. Trời ơi. Trời ơi, con muốn giết người tôi yêu. Anh Đô đang làm người được nhiều người theo đuổi ấy. Rất là nhiều người theo đuổi. Nếu làm người được nhiều người theo đuổi. Ngon quá rồi. Hả? Ngon. Ngon lắm à. Nhưng mà anh đau quá. Đồ lấy hẳn một tụi mua tải kìa. Ui, không được xuống. Thôi, về đây với em đang ngại. Ui. Ui. Bà. Ui. Đâu nhảy thế nào ấy. Cha rộng. Muốn thử cơ. Em không muốn thử. Lấy giờ đợi mãi. Đúng rồi. Đâu, đứa nào. Xin đi. Em xin anh đâu. Quả này. Nó đốt này. Con kia nó đốt này các bạn. Quả được nhiều lắm. Thôi tao không biết chết mày. Thả mày đi. Tại tao vẫn cướp. Xin chưa? Không được. Nào. Đi về cướp nhau. Em xin anh. Cướp đi. Thả vào lừa lao động này. Về như nào. Quả được nhiều roi lắm mà các bạn. Xin. Anh Đỗ bắt phải về nhà mới chia cho cơ. Tham lam quá. Tham lam. Mời mọi người. Hôm nay thì nướng đây luôn này. Chỗ này này, chỗ này mát. Đúng rồi. Mọi người ăn cơm trưa hết rồi các bạn. Bọn mình đi từ lúc 9 giờ. Bây giờ 12 giờ rồi. Đi vào trong thác ấy, nó mát lắm. Bây giờ ra ngoài nó nóng. Biết thế mang bật lửa thì vào trong nướng này. Ừ. Thui luôn trong đấy. Con kiến nó. Ơi quả này ngọt cực. Rồi, chắc chín này. Cẩn thận thối nhá. Con nào quả chín nó thối nó có con giòi á. Người ta gọi là quả giòi đấy. Thôi nghe giòi nó ăn bên trong này này. Ăn được mát lắm mà. Giờ này phải để phần anh Mạnh mới được. Bê cho tủ lạnh để chiều ăn tiếp. À biết. Em mang cái này đi rửa đi. Mang con này đi rửa xong mang con cá đi rửa đi. Anh đi kiếm đồ để tí mình chọc đây nướng này. Đây. Mình sẽ nướng cá tại đây luôn các bạn nhé. Ăn luôn tại đây. Kêu đi nào. Vấn đề gì mà hai anh chị cười ghê đấy.
mấy con? Hai con hả? Ba con. Nhận được một con lên rồi. Một con vừa rơi lên sao? Em còn Bình Nga rồi. Bình Nga đây à? Bị trơn ở đây bắt con cá. Nó bay, nó nhảy. Cái này không cần ấy đâu. Rửa thôi. Rửa thôi. Được nhiều lắm các bạn đây này. Ô, này được nhiều lắm mà, đi đâu hết rồi? Rơi ba con. Ô, chịu với cái con người này. Chịu đấy. Con thì Linh. Linh à? Con này to nhất này. Ừ, con đây vừa câu chỗ nhà bác Cường ấy. À, được cả. Có thấy không? Để anh tìm bắt cho. Cái Linh tí nữa là nhịn nhá. Làm rơi mất ba con xuống rãnh không bắt được các bạn. Con cá nó khỏe lắm, bắt bằng tay thì không được nó. Cặp thắng lắm. Đó, hôm nay thì đây. Câu được thêm một con cá, hai con cá rô đồng các bạn. Ui, hai con rô đồng này. Ui 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 ui. Em. Chọc vào rồi nó vẫn ấy rồi mà. Ui, sao để cái này ra ngoài đi không thì nó bắn vào tay ấy. Rửa xong rồi. Chọc thế mà nó mất đấy được. Xịn thật đấy. Hình như cái xin này nó chọc ngược cái thao vậy. Đi chọc đấy. Chọc. Sẽ xiên từng con như này các bạn. Chồng hứng lên chết hẳn đi. Ôi giời. Linh bỏ cái ấy ra, cái quả kia ra. Ôi. Cái này để đây. Cứ xiên vào đây xong mà đi rửa. Em. Loạn đi. Mới con cá. Lại em đang rửa xong nó tự nhảy ra chứ không phải tại em. Không phải tại em cũng không phải tại anh. Yeah, anh cầm cho. Anh cầm cho. Mình sẽ làm hai cái đầu nhọn này các bạn để cắm xuống đất. Tí nữa mình chết, không phải chết. Đi lấy rơm về mình cắm ra mà đây. Nó chết. Mà anh cầm nhau. Đây đây đây. Con cá này không tanh mấy nhở? Ừ, cá này không tanh. Không phải tanh mấy nhở. Chứ tại nó yêu mình. Nó thấy mấy anh em mình vất vả từ sáng đến giờ ấy. Em. Ừ. Đủ xiên không? Oh. Em thấy rơi mấy cái đây. Em ôi, nó rơi hết. Biết luôn cái đâu nè. Không đủ đâu. Em sẽ đi tắm cho nó. Làm mất nó luôn. Nhiều dã man nhỉ, bằng này mà. Mỗi người tầm 5-6 con. Ôi, sao? Nước cá rơi vào đây. Bọn này không để cho ăn đâu. Chết rồi anh đôi. Thì ở trong bể sao không bắt được, ở rãnh khó bắt thì còn nghe được, còn ở bể sao không bắt được. Ô, buồn cười rồi đấy. Thanh niên này. Cái gì chết rồi anh đôi. Ăn thì có thể gọi anh đâu. Anh đâu, anh ra lấy quả cho em. Con kia không bắt được em không ăn nữa. Thế không bắt được nó không ăn nữa à? Rồi các bạn, những con cá bọn mình xiên cắm ở đây này. Ồ, đây. Bây giờ thì sẽ cho rơm vào và đốt thôi. Ôi, cắm lại, cắm lại. Đúng rồi. Ơ, sao không cắm được nhỉ? Mang lại thịt. Đấy. Để cho rơm vào nhé. Vâng. Cho rơm vào đốt các bạn. Mấy thằng đói các bạn vừa ăn mấy cái quả roi vào nó bị xót bụng ấy, cuồn ruột đấy. Đại sẽ đốt. Cái này thì đốt tầm 2 lần rơm các bạn nhé. Cho nó 1 lần này, 1 lần thứ 2 nữa là 9.
Thì thơm cái gì ấy? Nướng này nhanh mà, một tí thôi. Nóng lắm. Ngồi đây cho nóng, ngồi gần luôn nóng à. Cho xuyên thịt, ăn thịt luôn. Lấy thêm lần dơm đi. Được các bạn, cá thì đã chín rồi. Ồ, nhìn nó đơn. Cái này đấy. Nhìn nó đen thui lụi đấy các bạn. Bên trong đây này vàng, cái này nhìn ngon mà. Cái này thì tí bóc vỏ cạo cạo đi mà. Để cho vào đây kia đi, đợi. Ôi trời ơi, nó ui. Theo ăn. Ôi trời ơi. Chất lượng à? Ừ. Tuyệt vời hơn những gì em nghĩ. Ừ. Ừ. Lúc ăn cái gì tuyệt vời. Mọi người đang nói em rồi. Rút luôn các bạn. Ủa nhơi, nhạt hộp bạn khác. Wow, nhiều phết này. Con Linh của mình nhặt ngu đấy Linh. Thôi thế thôi, không làm được. Mà sao làm gì á? À đây còn một con này. Các bạn có nên ăn thử không? Con đem về cho ở đây đi. Con cái. Con này nữa. Thế đó anh nhờ. Rồi. Nào, Miu. Đến giờ ăn phát các bạn, nhặt mặt ai ngân ha ăn hở. Dạ. Đây những con cá thì nó chín, nhìn nó đen thui lụi này thôi. Bây giờ thì cạo cái vỏ nó đi các bạn nhé. Cạo phát nó ra màu vàng luôn nhỉ. Nhìn chất luôn. Ui, nó lại biết mà con này nhìn ngon vậy. Ngon không? Đó. Ok các bạn, cái thành quả của hôm nay của mấy anh em mình đi câu cá được rất là nhiều cá trèo đùi các bạn, và hái được roi với dưa nữa. Bây giờ bọn mình vừa nướng xong, bây giờ mình sẽ tiến hành chiên thôi. Rồi xin mời các bạn nha. Nước chấm ai nào đây? Miu em. Anh qua đây. Anh qua đây một miếng này. Ăn đi. Lâu lắm mới ăn. Lâu lắm rồi. Ăn này thì bóc ra bỏ ruột thôi. Linh cầm một con xịn xịn xong em ăn thử xem nào. Chọn con xịn nhất đi. Đâu? Ok. Kẹp ngon không? Có. Kẹp nhân nêm ấy. Cuốn vào. Đắng tí nhưng mà không sao. Tôi mua ruột đây. Thôi. Thôi lớn mở ruột đi. Đúng rồi.
bảo là nem ngon hơn, ăn bình thường ngon hơn. Nói chung là ăn nguyên thịt ngon hơn à? Ngon hơn những gì em biết rồi, em nghĩ là sẽ không ngon nữa. Đây là lần đầu tiên em ăn mà. Lần đầu tiên ăn kiểu này đấy. Chỉ bóc lấy cái thịt thôi, còn cái ruột bỏ, cái xương bỏ, cái đầu cũng bỏ luôn nhá, vì vừa rồi mình câu ấy. Cái đầu bỏ cho Nixon này. Giờ con cháy ngon hơn. Cái xương ăn à? Cái xương ăn. Thành đấy. Ồ, cá với cá suối này Nixon ăn rồi. Nó khoan cá chê thôi. Cá này khoan rồi, bây giờ biết rồi. Đúng. Cho anh xin miếng đầu được không đi? Dạ. Để em lấy cho. Lấy con tỏi đi. Ui, con to nhiều thịt thật. Úi dồi. Các bạn để con cá này thì nó nhiều thịt lắm. Thịt nó trắng phao bên trong ạ. Thôi ăn luôn. Xin phép nhá. Xin phép anh em làm miếng to đi. Đừng có dỗi nhá. Em cũng miếng to đây. Ôi nước chấm. Ủa, thì ngọt thật đấy. Thì cá suối lúc nào ngọt. Đó. Siêu ngọt luôn các bạn. Không cần gia vị, không phải ớt gia vị luôn. Nó hơi dài. Không cần được cá này hơn nhiều. Hợp à? Mà con này cũng không có xương ấy nhỉ. Ít lắm. Không có xương răm, có xương sống không? Dùng tay nó dân dã. Ê à, chuột chuột cũng không thái ra luôn, ăn cả quả các bạn. Quả. Chuột chuột này hái trộm nhà bác Cường á. Nhà cái này cũng nhà bác Cường. Quả này thối không? Bỏ đi. Ui. Trứng à? Vừa hoa nó. Ăn được mà. Ăn được mà nó rồi. Em muốn không? Cái buổi đi chơi đi bắt cá về nướng của ba anh em, bốn anh em mình các bạn. Mình ăn uống no nê hết rồi. Bây giờ thì sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn khán giả trong những video sau nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.